Chào nha nha. Này không đi làm nhà buồn quá, nằm phòng chịu không nổi nha. Nóng quá nha. Kiếm đồ chua ăn nha. Mọi nha. Sợ chua nha. Rửa mà được nha. Chọn hồng quá nha. Con trai nha. Mấy cái kia khăm nổi. Quạt gió hay hù hù nha, không cảm nha. Còn đây nữa nha. Còn ba cái nữa nè. Vô nha. Để mình xác xác lại nha. Này đi làm giấy tờ mà không xong nha, ở nhà trọ mất làm giấy này giấy kia luôn nha, mở nha nha, thành ra mình nghỉ ngày nay luôn nha. Thơm vậy luôn em ơi. Quá trời quá đất. Các con gió này mà quá trời chua luôn em, chịu nổi luôn. Chua thứ gì chịu nổi luôn nha. Công nhân ở Bình Dương mà ngày nào cũng làm buồn heo quá nha. Nằm nhà trọ buồn heo à. Tại người ta đi làm chân còn mình ở phòng á. Buồn heo à. Đi ra đi vô rồi ngủ thôi. Chứ làm gì đâu anh em à. Ở nhà. Mình ở phòng trọ mình ngủ được chứ mình vô công ty buồn ngủ quá nha. Quá xá cái trận này à. Thế nha. Anh em ơi, chị em ơi, quá xa cái trận này. Mình nhai luôn hộp luôn nha anh em. Nhai hộp to chắc chắc đỡ chua anh em ơi. Quá xa cái trận này. Dũng nói. Mấy nửa trái anh em. Vì mà mấy thánh ăn chua ăn hay quá xa cái trận này. Trận này ê găng chịu không biết sao ăn cơm nữa nè. Mình chắc chưa thèm đậu đậu không anh em ạ. Sò non dưới quê mình bỏ rồi cũng bỏ đặt đắt bỏ luôn nha. Ở trên này bán 70-80 ngàn ký. Bắt hơi sợ.
quá sáng cái tặng này. Cái này nó cay dữ thiệt nha. Không kham mà anh em ơi. Chờ anh miếng ơi. Ăn ngọt tấm tấm nó ghét không? Quá sáng cái cặn này rồi anh em ơi. Không nói. Không nói anh em ơi. Quá sáng cái cặn này. Cái ngọt nha nha. Sibo nha nha. Nãy mình chơi cái đồ món món sầu chua nha. Chua chơi không kham. Ồ. Sibo nha anh em. Mời anh em nha. Ngọt. Cái này chua và cái này ngọt nè anh em. Sữa bò ngọt hết biết rồi anh em ơi. Quá xá cái trận này. Ngọt biết nè. Ngọt ngon hơn cái đậu chua anh em ơi. Giật luôn. Ăn luôn cho lạnh. Người ta ăn luôn cho nóng, còn này bỏ tủ lạnh lấy ra mà anh em. Ăn luôn cho lạnh. Mà anh em cháy hai anh em há lại, tủ lạnh há lại. Lạnh lạnh, ngọt ngọt khanh luôn anh em. Mới rửa miệng giờ tủ lạnh thấy trái này vứt luôn anh em ơi, để tủ lạnh lâu nhất cũng hư. Con mình nó ăn ít ngán này nè. Giờ này nó đi học chứ nó không đi học mà nó ở nhà ha. Nó ăn đồ chua anh em thấy thấy thèm luôn. Con mình ăn đồ chua dữ lắm đó nè. Phải nói sư bồ ngọt thiệt anh em ơi. Đâu có khóc mà sợ YouTube nó không cho cả nha anh em ơi. Anh em không cảm này nè. Đâu tôi không khóc mà không nhìn lỡ là mình chơi cái trái này cho nó hết luôn đâu mà bổ mới vậy. Ai là
Đầu tiên quất cái đồ mà đồ chua, sau cái quất cái đồ ngọt, sau cái nữa quất cái đồ chua lại, tới cùng chuyện luôn, vô trong bao tử tính sao tính. Rồi mời anh em cặp thứ hai đầu chua nha anh em. Quá khá cái trận này. Anh em ơi, ăn chua mình ăn gì nè mới ngon anh em. Đừng có bỏ cái hột nha. Dứt cái hột luôn. Hột cát cho nó kèm lại cái đậu chua nha nè. Quá xa cái trận này. Không còn đường nào để ta nổi trên em không? Cái chua mà mình ăn đồ chua dở quá nè. Quá xa trận này. Này mà mấy chị em sao ăn hay thiệt chứ trời. Hai trái này không biết ăn tới chừng nào mới hết đây nè anh em. Quá xa cái trận này. Vợ mình mua ký mà mình thấy đâu 5-6 ngày vẫn còn. Con mình treo không thấy chứ thấy nè, nó cũng làm hết rồi. Mày đồ chua lắm mà nít ăn đồ chua nhiều quá không tốt quá nha. Cho nó ăn miếng hai miếng à, nó là nó con mình nó khoái đồ chua lắm. Dọc nó dòng đi dòng lại cái này cũng còn nguyên à, trái nãy giờ anh em nó hơn mấy trái chứ mà. Quá xa cái trận này. Muối ớt ngon thiệt anh em ơi, muối Tây Ninh ngon thiệt. Mình không phải mình quảng cáo nha anh em, nhưng mà muối ngon. Ngọt sò chua quá. Quá xá cái trận này luôn. Thử thách ăn đồ chua dở nhất thế giới. Quá xá cái trận này. Năm nay làm ăn bấp bênh quá anh em ơi. Năm rồi như năm nay làm ăn bấp bênh quá nè. Tết giờ lông bông hoài anh em ơi, không có việc làm. Mới xin được cho chỗ có việc làm mà lương bèo quá nè. Trời ơi thua quá trời anh em ơi. Có ai cứu tôi trăng này không trời? Thua nha, chỉ có nói đầu hàng chấm miếng muối muối ngon này nè, ngon mà xà chua quá. Hết nổi cái trận này dẹp thôi em mà hết nổi. Thank you.
ông bạc lên cho mát anh em ơi. Năm nay là mai sẽ bắp bên quá anh em. Này người ta kêu bằng nhà trọ nè. Mấy mét vuông rồi nè. Ngang nè. Ngang anh em coi nè. 4 mét à. Dạy vô nè nè. Dạy vô chừng 4 mét nè. 16 mét vuông. Em có hút không? Dám hút anh em không? Quá xa cái trận này. Hôm nay à, hôm nay giờ em đi hút chấm không anh em. Bởi đây nè anh em ơi. Cái nhà ơi. Đốt không giấu giấu được ta. Đập nút qua đây chút xíu nè. Một phút cái mình kéo qua đây nè nè. Né né mặt một chút. Để chọn mình vậy đó nè. Anh em không cảm mình hút hút chút chứ anh em ơi. Mình đơn sơ vậy đó này mà một vợ hai con trong phòng này luôn nha anh em. Giác này vợ mình đi làm anh em à, cái con mình đi học à. Hôm nay mình nghỉ, mình đi công chuyện làm giấy tờ căn cước công dân á anh em, nghỉ buổi chiều. Khổ khổ quá nè, bỏ hoài bỏ không được. Nó điếu anh em ạ. Làm nhiều bó phổi xin làm. Rồi phe anh em món đồ này anh em, công ty mới cấp em mình hai áo nè. Mình thử áo luôn anh em. Thẳng tiện mình thử áo luôn. Mình làm cơ khí anh em ơi. Thử cái vừa không nha anh em. Cấp được hai áo không có quần anh em ơi. Cấp hai áo. Một khí bèo quá, có 301 ngày anh em. Áo dày anh em ơi, áo này mặc mát.
Ở mặt nóng chứ. Nóng vậy mà. Wow. Rộng không anh em? Hơi dài, tay áo hơi dài anh em. Cắp áo hoặc cắp quần sao mặc á ta anh em? Wow, được ạ. Được, 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 được. Dài vậy dài vậy mát anh em ơi. Dài vậy đỡ nó nóng tay, mình hàng đó anh em. Đỡ nóng. Hàng chốc vào mặt cho nè. Tắm á, tắm mình chà vậy nè, nó bớt bớt nè, chứ da mặt mình á lột chân. Được đó đây. Hầm quá. Ừ, cởi ra. Hầm quá. Nó là cái số máy này nữa đây mày. Sáng công ty cấp cho mình. Sáng mình đi làm buổi sáng buổi chiều đi làm giấy tờ cái mình nghỉ. À, số 6 anh em không? Số 6. Có số, có số. Xếp tại đâu đó đàng hoàng. Áo này áo khổ rồi nè. Không phải áo sung sướng. Rồi nó cắp áo không cắp quần rồi không biết. Chắc ở chuồng đi làm quá luôn á nha. Trời ơi, trời, cái báo cắp quần không nổi vô. Giờ hết biết khoe gì luôn rồi em. Công ty nó mới cắp áo mà không có cắp quần. Giờ em ngủ ra. Ngủ anh em ơi. Chọn. Đây quay có nhiêu đó. Quay bao nhiêu đó nè, ăn ngủ không đi làm thôi, nếu mà ở chợ ăn ngủ ăn ngủ chứ biết chỗ nào đâu đi chơi nè. Ngủ đêm luôn, ngủ giấc cho khỏe. Cuộc sống ở chợ nghe nè,
Mắt nó cũng muốn sầm lơ rồi nè, khó ngủ quá. Giờ đây đi anh em, cho anh em thấy cảnh gió quay dưới cửa phòng trọ, có chiếc xe mình đậu ngoài nè, lỡ màn trộm vô nó thấy mình đặt cái cam gì nó cũng sợ. Nóng da quá nè, trời cảnh nó trời chỗ này tắt một gió chịu không nổi anh em ơi. Khó ngủ thiệt anh em, đóng cửa thì có hôi rồi anh em ơi. Chở về vị trí cũ ấy. Văn phòng chỗ mình nấu cơm hàng ngày đó anh em. Tiếp tục anh em, đâu này đi, đâu này quạt gió nó thổi đây nó đỡ nóng rồi nè. Này là ăn no rồi ngủ nghỉ sáng mai đi làm nè nè.
Thank you.
quá nè, nằm chập mắt cho khỏe chứ, hầm quá không ngủ được nè, nhà trọ quá hầm. Đi cửa chén nè, đi hồi giờ vậy là trưa mình ăn rồi, trưa rửa nữa nè. Trưa mình ăn cơm này nè, canh hầm anh em ơi, canh hầm món ngon à. Sáng giờ mình đi làm nó thức sớm nè, thức sớm nó nấu cho cha con, mấy cha con tô canh vậy đó. Cá kho hoài không nổi nè, đổi canh vậy đó, hình vậy mà nó ngon chứ. Chứ mà có một món mà nấu hoài, có một món mà ăn hoài thì ăn nổi, kho hoài ăn nổi. Nếu mà đây làm cái hút luôn quá nè.
dẫn xe vô bên. Xin từ đây chút chiếu anh em. Nắng với xe quá trời. Nắng này về bên đây nắng dội dội vô phòng không à cả nhà. Ông bắt quạt chịu nổi mà bắt quạt nó cũng nóng mà nó đỡ, mà tắt là nóng nó anh em à. Trời ơi, thấy rồi cả nhà, không có là phòng đâu. Mình này là mình mua ba cái, mình xin ba cái miếng miếng bạc ở công ty về mình là che đỡ nóng anh em ạ. Cái nhà trọ rẻ mà nghĩ sao có là phòng. Này không phải giang hồ đâu nha anh em. Này tại mình bạn nó làm mà. Nó làm thợ xăm á anh em. Cái đầu cái nó rủ mình, nó test tay nghề. Test giờ mình cạo nó không ra luôn nè. chứ không phải là giang hồ trong bọng giang nắng gì đâu nghe anh em không. Nó test sao hay biết, test xong giờ mình cạo không ra luôn nè. Còn cái này là mình xong mình tốn tiền nè, mình ham YouTube á nè, thấy sự TV nè, xăm hổ gồng gắn vậy nè, gồng anh em à. Lúc xin rượu xong không đau nè, lúc hết rượu nó ghim mấy, nó hành mình sốt mấy ngày luôn. Giờ mình kêu mình xong nó mình thua, nãy giờ đang thua luôn nè, trắng trẻo đẹp trai không muốn đâu. Anh em đừng xăm anh em ơi, tôi giờ hối hận rồi. Xong giờ cạo không ra. Đẩy trong mấy cái móng nữa nè, đang có móng vuốt nữa nè, màu mè dữ lắm á. Cạo giờ không ra luôn. Đi làm thì nhớ quê anh em. Mình lên trên này á, thì mình làm mình nhớ quê, mà về quê á, rồi vài bữa cũng muốn đi lên trên này, ngộ vậy đó. Cuộc đời công nhân mà anh em ơi, ngày đây mai đó. Anh em nhớ các nhà nhớ xem ủng hộ mình một like một đăng ký nha anh em, để có động lực ra nhiều video hơn anh em ơi. Mình quay về cuộc sống ở trọ nè, những bữa cơm hàng ngày nha anh em cả nhà. Nhà nhớ ủng hộ thấy sự TV nha nha. Này là kênh thứ hai của sự nha cả nhà. Kênh chính thức của sự là Thế Sự TQ. Đây nè anh em cả nhà. Thế Sự TQ. Mình viết tắt nè. Thế Sự TQ. Còn kênh này là Thế Sự TV. Rất mong cả nhà xem ủng hộ cho mình một like một đăng ký kênh nha cả nhà. Sự chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nhà thấy ở trọ nó vậy đó nha. Lại quay là quay, mà không đi làm thôi chứ. Nếu mà ở phòng thì chỉ tới đi vô đi ra rồi nằm, đi vô đi ra rồi nằm vậy đó anh em. Anh em coi giấc này 4 giờ 3 giờ mấy mà nắng thấy sợ, hơn là mùa hè đổ lửa nữa nha. Nắng gì mà nắng đất Bình Dương thiệt mà anh em ơi. Này mà làm hồ là thôi thua chịu nổi. Đồng hồ là xin thua.
nắng quá không nắng phải mình ra ngoài nắng quá nè, mình mới trồng mấy cái ớt đó nè, lên cao cao nè, xanh luôn, phè nè mấy cái ớt, nắng quá, không quá chịu nổi nè. Làm mày mệt mà ở nhà bực bội quá, nó còn trọ bực bội quá nè. Tại buổi chiều mình xin nghỉ một buổi đặng mình đi làm giấy nè, đi làm giấy căn cước, làm không xong rồi nè, nó bắt làm cái giấy gì xác nhận tạm trú nó mới cho làm căn cước ở trên này, để bữa nào về quê làm luôn anh em. Vợ làm khó khăn lum, mình ở trọ mình ở tạm trú thôi nha, làm khó mình, bắt làm cái xác nhận tạm trú rồi được, mà chủ trọ làm cho mình cái sổ tạm trú rồi nhưng mà mình lấy cái sách cái sổ ra đi nó không chịu, nó đòi là xác nhận tạm trú nữa. Trời ơi trời, người ta nói đúng nè anh em ơi, đi đâu không bằng xứ nhà, ăn hoàng bánh không bằng cơm. Nhà mình làm giấy tờ gì mình đem ra xã phường mình chỗ mình ở làm cái xong, còn như đây đồ giấy tờ tùm lum hết, mắc mệt luôn, chạy tới chạy lui lòng vòng mình chạy chưa là mình chạy một tiếng mấy đó cả nhà. Mình đây ra mình ở Bình Dương rồi, mình ra mình hụt của năm Tân Uyên, mình ra phường ra mình qua huyện Tân Uyên mình làm á, thị trấn Tân Uyên á mình làm á cả nhà, rồi nó nói về phải làm cái giấy chứng nhận tạm trú nữa. Ô, chạy về thôi, chạy đi chạy về không tiếng ngữ á cả nhà. Nó kêu về phường á, mình đây mình phường Tân Phước Khánh, kêu về Tân Phước Khánh, phường Tân Phước Khánh chứng nhận cái tạm trú. Có dịp nào về quê làm luôn anh em ạ. Chạy một vòng trời nắng như khùng, nắng gì mà nắng thiệt, nắng hơn mùa hè đổ lửa luôn á nha, như phía Việt Nam mà mùa hè đổ lửa vậy đó, nắng gì mà kinh thôi, chịu không nổi. Này mình tắt quạt gió khoảng chừng 15 phút mà mình đổ mồ hôi nộp nộp luôn anh em. Quạt gì nó cũng nóng da chứ không phải không nóng nha. Đây mình có cái quạt nước, chắc có cái bát nè nè, mua quạt nước nè nè, tối mình mới bắt chứ nặng điện lắm, nặng điện chịu không nổi nè. Mà lúc nào mình tiết kiệm được ở trọ mà anh em, tiết kiệm được cái nào tiết kiệm thôi mà, cái chút chứ xài phung phí quá rồi không có tiền đóng tiền trọ nó đuổi ra ngoài luôn, lúc đó gầm cầu không có đâu ở. Thiệt cái nào lên trên này mà thiệt, ăn xài mà phung phí luôn đó thiệt, ra hầm cầu mà không có hầm cầu mà để ở luôn á, gầm cầu á nè chứ không có nói hầm cầu, gầm cầu. Kiểu đó mà ra tới lúc mà ra gầm cầu rồi đó là xương này con không về luôn đó. Mẹ ơi xương này con không về. Áo công ty nãy mình phe cho anh em mình nè, mặc cái cũng đẹp mà nó dày, này làm mà nắng thì mặc mát, còn làm mà trong mát thì mặc nó nóng lắm anh em, tại nó áo dày, mà công ty cũng ngộ thiệt anh em, đây nha, cấp áo không cấp quần, cũng biết lấy gì mặc nữa, con le chuồng đi làm trời, công ty ngộ thiệt ta.
Đây mình mới vô mấy ngày à. Cắp áo không có quần ngộ rồi. Biết đường nào nói luôn nè. Rồi chắc kết thúc video anh em ơi. Video nãy giờ ăn nè, ngủ nè, nghỉ nè. Dài quá trời. Rồi chắc hãy sự TV xin chào và hẹn gặp lại anh em để sau anh em ơi. Quay về cuộc sống ở trọ nghe anh em. Hãy sự TV rất mong cả nhà yêu quý kênh và ủng hộ kênh để có nhiều động lực ra hãy sự TV ra nhiều video hơn nha anh em ơi. Chúc anh em ngày mới tốt lành nha, buổi chiều dễ nha anh em. Tiền vô như nước mà tiền ra gỉ gỉ vô mồ hôi nha anh em ơi. Đang làm ăn năm nay phát tài phát đạt nha anh em. Chúng mấy năm trước là làm ăn thấy bấp bênh quá nè. Năm nay cố lên nha nè. Cố lên. Rồi, chúc anh em buổi chiều dễ nha. Chào. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em clip sau nha anh em.